Obama nói rằng sự mất mát mạng sống của công dân Hoa Kỳ trong vụ tấn công tại Libya là điều không tối ưu. Tin từ New York, New York. Tổng thống Barack Obama nói rằng lỗi lầm có thể xảy ra trong chính phủ khi ông bàn luận về vụ rắc rối ở Libya trong một chương trình hài hước The Daily Show with Jon Stewart. Tổng thống Obama trả lời thẳng thắn trong buổi xuất hiện lần thứ 6 trong chương trình hài hước nghiêng về phe hữu mà khối cử tri trẻ thường hay xem. Khối cử tri tuổi dưới 30 đã giúp Tổng thống Barack Obama đắc cử trong năm 2008 và theo cuộc thăm dò ý kiến của Reuters IPSOS thì họ cũng ủng hộ ông trong năm nay. Trong năm 2008 thì khối cử tri trẻ tuổi đã xuất hiện để bỏ phiếu với một con số đông gần bằng kỷ lục, nhưng trong năm nay thì không biết rằng sẽ có sự kiện tương tự hay không. Liên danh Obama dùng mạng lưới xã hội và thiết lập hệ thống thiện nguyện trong các trường đại học để giúp cho khối cử tri trẻ bỏ phiếu trong năm nay và sự xuất hiện tại chương trình này có khả năng giúp đỡ cho liên danh của ông. Với số người xem chương trình lên tới 1,1 triệu, những thông điệp phát ra từ chương trình này sẽ đem lại được nhiều lợi ích. Trong chương trình này, thì Tổng thống Barack Obama hứa sẽ tiếp tục làm việc để giúp cho nền kinh tế Hoa Kỳ phục hồi. Khi được hỏi về vấn đề chính phủ của ông thay đổi sự đánh giá vụ tấn công ở Libya, thì Tổng thống Barack Obama trả lời rằng chính phủ của ông vẫn còn đang điều tra thêm.